Vào tuần trước, khi Mỹ phải tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới, thì Trung Quốc đã tranh thủ thời gian này để triển khai các hoạt động trên Biển Đông. Tuy nhiên, ở tuần này, Mỹ đã quay trở lại với tình hình Biển Đông và tiếp tục có những động thái răn đe phía Trung Quốc khi đất nước này được cho là bắt nạt các nước láng giềng. Cụ thể, theo thông cáo mới nhất do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra vào sáng ngày 15 tháng 1 theo giờ Việt Nam cho rằng, Mỹ và mọi quốc gia tuân thủ pháp luật đều quan tâm sâu sắc đến việc duy trì Biển Đông tự do và rộng mở. Do đó, bất kể sức mạnh quân sự và kinh tế, mọi quốc gia nên được hưởng các quyền lợi và sự tự do được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, như được đề cập trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982 mà không phải sợ bị cưỡng ép. Theo Ngoại trưởng Pompeo, nhằm có thêm hành động bảo vệ các quyền và lợi ích trên, Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng quy định giới hạn cấp thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc. Trong số đó có lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước và quan chức Trung Quốc, bao gồm các quan chức hải quân, chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc tôn tạo quy mô lớn, xây dựng hoặc quân sự hóa phi pháp ở Biển Đông, hoặc cưỡng ép các nước Đông Nam Á để tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở Biển Đông. Những thành viên trực hệ của các cá nhân trên cũng bị giới hạn về thị thực. Theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, bên cạnh đó, thông cáo nhắc lại việc Bộ Thương mại Mỹ vừa đưa Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC vào danh sách đen, với cáo buộc giúp đỡ Trung Quốc dọa dẫm các nước láng giềng ở Biển Đông. Theo ông Pompeo, Trung Quốc đã dùng CNOOC và các doanh nghiệp nhà nước khác làm vũ khí phục vụ yêu sách đường chính đoạn ở Biển Đông. CNOOC đã đưa giàn khoan Hải dương 981 khổng lồ đến gần quần đảo Hoàng Sa vào năm 2014 để dọa dẫm Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục chỉ trích Trung Quốc dùng các đội tàu đánh cá và tàu thăm dò được quân đội hộ tống nhằm hoạt động trái phép tại vùng biển của các nước Đông Nam Á, quấy rối hoạt động về dầu khí của các nước trong khu vực. Ông Pompeo nêu phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông nhắc lại việc Mỹ đưa ra quan điểm vào tháng 7 năm 2020 bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đứng cùng các nước Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động cho đến khi Bắc Kinh dừng hành vi cưỡng ép ở Biển Đông. Song song với việc đưa ra thông cáo, Mỹ còn đề ra kế hoạch tích hợp 3 lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên để trở thành lực lượng quân sự chung trên biển nhằm ứng phó các thách thức mới mà trong đó có Biển Đông. Theo đó, Mỹ đang đứng trước các thách thức lớn kể từ sau Thế chiến thứ hai khiến cho quyền lợi nước này bị đe dọa nên cần phải tái tổ chức lực lượng phù hợp. Bên cạnh các thách thức ở Biển Hoa Đông, Biển Ả Rập, thì Biển Đông là một thách thức lớn khi Trung Quốc đang liên tục tăng cường quân sự hóa các thực thể, đảo nhân tạo nhằm độc chiếm vùng biển này. Cụ thể, Bắc Kinh đã triển khai lực lượng hùng hậu bao gồm hải quân, hải cảnh, dân quân biển nhằm phối hợp để đạt được tham vọng kiểm soát Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng không ngừng tăng cường lực lượng tàu sân bay, tàu đổ bộ tấn công, chiến hạm cỡ lớn, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Chính vì thế, kế hoạch này đặt ra mục tiêu quân đội Mỹ phải thay đổi phù hợp, bao gồm việc tích hợp 3 lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để ứng phó các thách thức mới. Đánh giá về ảnh hưởng của kế hoạch đối với Biển Đông, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson nhận định, vì Trung Quốc đang sử dụng hải cảnh và các tàu khảo sát núp bóng nghiên cứu để phục vụ tham vọng bành trướng, nên việc Mỹ phối hợp hải quân với tuần duyên là rất quan trọng. Trung Quốc cũng đã tích hợp khi việc cải tổ gần đây đã thống nhất hoạt động của hải quân và hải cảnh nước này. Chính vì thế, Mỹ cũng cần tích hợp hoạt động giữa hải quân, lực lượng quân sự với tuần duyên, lực lượng bán quân sự. Nên kế hoạch tích hợp trên là dấu mốc quan trọng. Trong đó, thủy quân lục chiến có vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc này. Còn ông Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng của tổ chức RAND Mỹ, thì nhận xét như sau. Tôi tin rằng mục đích của kế hoạch tích hợp 3 trong 1 là nhằm khai thác các nền tảng có tính cơ động và ít sát thương hơn, không gây chết người để ứng phó với các lực lượng hải cảnh và dân quân biển mà Trung Quốc đang triển khai ở các vùng biển tranh chấp trong khu vực. Hải quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên Mỹ có thể ngăn chặn các hoạt động của Trung Quốc theo cách vừa nêu, dù không thể loại trừ các trường hợp Bắc Kinh leo thang xung đột bằng cách triển khai hải quân dẫn đến những xung đột vũ trang. Nhưng dù thế nào thì kế hoạch mới của Lầu Năm Góc vẫn có hiệu quả để góp phần ngăn chặn các hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Về phía Trung Quốc, dường như quốc gia này chưa bao giờ ngừng tham vọng về vấn đề ở Biển Đông. Bằng chứng rõ nhất cho vấn đề này là những yêu sách vô lý được Trung Quốc đưa ra, mặc kệ sự phản đối của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hay việc dù ai nói ngã nói nghiêng, thì Trung Quốc vẫn cứ nâng cấp, bổ sung khí tài, triển khai hàng loạt cuộc tập trận trên vùng biển này. Mới đây nhất, tờ South China Morning Post đã đăng tải bài viết cho thấy Bắc Kinh đang thực hiện kế hoạch đóng tàu chiến đầy táo bạo. Hiện không có con số cụ thể về số tàu chiến Trung Quốc đóng theo kế hoạch trên, nhưng theo vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ CRS, ước tính Trung Quốc sẽ đóng thêm 65 chiến hạm trong thập niên tới, theo South China Morning Post. Trong báo cáo được công bố hồi tháng 12 năm 2020, CRS cho rằng số chiến hạm dự kiến đóng mới sẽ nâng tổng số tàu chiến của Trung Quốc vào năm 2030 lên 425 chiếc, trong đó có cả tàu sân bay, tàu ngầm và khu trục hạm. Với hơn 300 tàu chiến đang hoạt động, Trung Quốc hiện có số chiến hạm lớn hơn Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Trung Quốc có hải quân lớn nhất trên thế giới, với lực lượng tác chiến tổng thể có hơn 350 tàu. Trong khi đó, tính đến đầu năm 2020, lực lượng tác chiến của Hải quân Mỹ có 293 tàu, theo CRS. Tuy nhiên, những thiết giáp hạm của Mỹ lớn hơn nhiều và sẵn sàng tác chiến hơn so với tàu Trung Quốc. Tờ South China Morning Post cũng chỉ ra Mỹ có tới 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi Trung Quốc hiện chỉ có 2 tàu sân bay. Trong đó mới có một chiếc có khả năng sẵn sàng tác chiến. Trung Quốc dự kiến hạ thủy chiếc tàu sân bay thứ 3 và chuẩn bị đóng chiếc thứ 4 trong năm nay. Nhằm hộ tống các tàu sân bay, Trung Quốc đã đóng thêm 6 tàu khu trục tàng hình tối tân của nước này TIP-055. Đây được xem là chiến hạm mạnh thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau khu trục hạm lớp Zhongguan của Mỹ. Hải quân Trung Quốc đã đưa vào hoạt động một chiếc TIP-055. Ngoài ra, công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc CSSC đang hoàn thành đơn hàng đóng 20 tàu hộ vệ được nâng cấp TIP-054B theo tạp chí quân sự Trung Quốc Ordnance Industry Science Technology. 30 chiếc tàu hộ vệ thuộc phiên bản đầu tiên đã được hoàn thành trong một thập niên, với 6 chiếc cuối cùng được bàn giao vào năm 2019. Trong nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu hộ vệ có nhiệm vụ thực hiện hoạt động phòng không và chống tàu ngầm, có vũ khí hiện đại và khả năng tàng hình. Các chuyên gia quân sự cho rằng, việc mở rộng cấp tốc các đội tàu hải quân của Trung Quốc sẽ có tác động lâu dài tới việc huấn luyện, khả năng tác chiến và thậm chí cả bảo trì. Tổng biên tập chuyên sang Canwha Defense Review Canada, Henry Chang nhận định, chỉ trong 10 năm, một quốc gia không thể nào huấn luyện được đủ số lượng thuyền trưởng có khả năng thực sự để chỉ huy gần 100 chiến hạm. Ông Trang nói thêm rằng, thuyền trưởng của một chiến hạm cần ít nhất 4 năm đào tạo ở trường hải quân, còn các thủy thủ ngày nay cần huấn luyện về tâm thần, thể chất và kỹ thuật toàn diện. Trung Quốc cũng cần gia tăng ngân sách quốc phòng cho việc bảo trì lâu dài hàng trăm chiến hạm hiện đại. Đây sẽ là gánh nặng đối với quốc gia này. Bên cạnh việc triển khai kế hoạch đóng chiến hạm đầy táo bạo, thì tuần qua, truyền thông Trung Quốc còn đưa tin Không quân Trung Quốc PLAAF vừa phát đi đoạn video tuyên truyền để tuyển dụng binh sĩ cho lực lượng này. Trong đó, hình ảnh chủ đạo của đoạn clip là các dòng chiến đấu cơ chủ lực của PLAAF, đặc biệt là nhiều hình ảnh xoay quanh dòng chiến đấu cơ thế hệ 5, tàng hình J-20. Đến những giây phút cuối cùng của clip, hình ảnh của anh tặc cơ H-20 đã được úp mở, giống như một số thông tin đồn đoán và hình ảnh tiết lộ chưa rõ ràng lâu nay. H-20 có thiết kế khá giống với oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-2 Spirit bóng ma của Mỹ. Điều này không quá bất ngờ, bởi J-20 cũng có thiết kế kiểu dáng được sao chép từ chiến đấu cơ thế hệ 5, tàng hình F-22 của Mỹ. Tương tự dòng chiến đấu cơ J-31 của Trung Quốc cũng na ná dòng F-35 của Mỹ. Lâu nay, các thông tin về H-20 vẫn chưa được công bố rõ ràng, trong khi giới quân sự Trung Quốc thỉnh thoảng lại hé lộ nhỏ giọt về dòng máy bay này. Theo đó, H-20 cũng có khả năng tàng hình, tầm bay khoảng 12.000 km và có thể mang theo đến 20 tấn vũ khí, bao gồm cả bom hạt nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ đến khi nào thì PLAAF sẽ chính thức được trang bị H-20 và khả năng thực chiến của dòng máy bay này vẫn là một ẩn số. Trong khi đó, dòng H-6 vẫn đóng vai trò chủ lực về oanh tạc cơ chiến lược của PLAAF. Trung Quốc đang thử nghiệm máy bay H-6 khai hỏa các loại tên lửa đạn đạo, diệt tàu sân bay và tên lửa đạn đạo tầm xa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân như Đông Phong 21, DF-21 và Đông Phong 26, DF-26. Gần đây, Bắc Kinh đã điều động anh tặc cơ H-6 đến Biển Đông để tập trận và cũng từng khai hỏa phóng thử cả DF-21 lẫn DF-26 ra vùng biển này. Mới đây, Đài Loan, quốc gia luôn phải tìm mọi cách đối phó với Trung Quốc, đã công khai tên lửa mới có tầm hoạt động 1.200 km, gấp đôi so với tầm bắn của phiên bản trước, và có thể tấn công hiệu quả các căn cứ quân sự nằm sâu trong đất liền của Trung Quốc. Nguồn tin cho biết, tên lửa có tên Hùng Phong 2N nâng cấp đã được chuyển cho Bộ Chỉ huy Pháo binh và Phòng không thuộc Lực lượng Phòng không Đài Loan để gia tăng khả năng sẵn sàng tác chiến, nhưng không nói rõ con số chính xác.
Theo đó, tên lửa Hùng Phong 2E do Viện Công nghệ và Khoa học Trung Sơn của Đài Loan phát triển, được sản xuất từ năm 2009. Tên lửa này có chiều dài 6m và đường kính 0,5m, mang một đầu đạn nặng 200kg. Nhiều nguồn tin cho rằng phiên bản đầu của loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 600km, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ. Đài Loan đưa vào sử dụng tên lửa Hùng Phong 2E, phiên bản nâng cấp trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động tuần tra và tập trận xung quanh vùng lãnh thổ này. Hôm 4 tháng 1, 4 máy bay quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ thuộc phía tây nam Đài Loan, buộc lực lượng phòng vệ Đài Loan bố trí khí tài ứng phó.